con sáo khôn lại nhảy nhức cái đầu. À, ta hiểu ra rồi. Gì vậy đại huynh? Lấy bốn chữ đầu của bốn câu ráp lại. Bây giờ chúng ta phải nhanh chân để không kẻ khác đến trước, phỏng tay trên là công cốc. Nhanh. Dạ. Đại huynh, còn hành lý của thằng Út thì sao? Bỏ đi. Nhờ con chim sáo, hai người anh đã giải được câu đố và bỏ đi trước. Nếu không kịp sẽ bị quá đá. Đại huynh, dì huynh, đại huynh, dì huynh. Chàng Út sẽ dùng cách gì để giúp hai anh trở lại thành người và giải thoát cho công chúa? Dì huynh. Tất cả sẽ có trong phần 2 truyện Chàng Út cứu công chúa, được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả đón xem.